này chú Bơm. Hôm nay dối việc hết khách hay sao mà lại còn đi cắt dán rồi đóng đinh lên cây cái gì thế này? Này mà thế được không? Làm cái gì này? Đây là trường phái gì đấy? Đây là trường phái gì? Chú vẽ cái gì này? Ô hay thật. Má có thấy đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật rất ấn tượng. Ý à, tác phẩm nghệ thuật. Tôi nhìn mấy cái tác phẩm này của chú trông nó giống cái đám khoan cắt bê tông với cả hút bể phốt tắc đấy. Nhìn ấn tượng như thế này mà bác lại đi ví với lại cả khoan cắt bê tông với thông hút bể phốt là thế nào? Cái gì chú vẽ cái gì này? Đấy, đố bác. À, trông cứ như là cái người không có mắt. Sợ người không có mắt nữa. Bác nhìn đây là cái gì? Bờ môi. À. Nó tượng trưng cho một nụ hôn. Mà dưới lại có chữ cấm, phải là có ba chấm nữa. Đấy. Tức là cấm hôn. Đúng. Tôi có thấy có đôi nào mà dẫn nhau đến cái gốc cây của chú đâu mà chú phải cấm hôn. Không phải là hôn nhau ở đây. Chú cấm hôn cái gì? Bác nhìn thấy chưa? Đây. Đúng cái khúc cua này của nhà mình này. Đấy. Thường xuyên là có những thằng phóng xe xong rồi vào cua, không làm chủ tốc độ rồi phi thẳng đầu vào gốc cây này. Đấy. Mà may mà chưa có vụ nào mà là gây án mạng đấy nhá. À. Cấm là cấm hôn vào gốc cây này này. Trời à. Thế thì thiếu gì cách thể hiện. Thí dụ như là biển báo là cẩn thận, nơi đây đã có nhiều người đâm đầu vào gốc cây. Thế có phải lịch sự hơn không? Cấm thế này người ta suy luận đến bao giờ mới ra được? Khổ lắm. Cấm hôn như thế này cho nó văn học. Là chứ cấm hôn vào cây. Đúng là cấm hôn vào cây. Trời ạ. Đóng vào cây đi còn gì. Úi giời ơi. Thế này còn đánh dấu nhân, chỗ mông con chó thế này là cái gì đây? Là cái này là quá dễ hiểu mà bác lại không luận ra. Buổi sáng ấy, bác dậy muộn, bác không biết thôi. Mỗi lần em dọn hàng là em phải dọn luôn cả một đống những cái của nợ mà chó má nó phóng uế ra đây. Chết. Đấy. Sao lại thiếu ý thức thế nhỉ? Đấy. Ừ. Mà nhưng mà chú vẽ thế này thì chó với mèo làm sao nó đọc được mà nó biết. Hay thật đấy nhỉ. Em cấm đây là cấm chủ chứ cấm gì chó. Chó mèo nó cho nó hiểu được. À. Mà đôi khi em thấy này, có nhiều ông chủ bà chủ ấy còn thiếu ý thức hơn cả động vật. Không, cái này thì cứ là bĩnh trước đi xong rồi. Em chào bác Bơm, em chào bác Phô. Bơm hộ em cái xe cái. Đây. Ô tô đâu mà lại đi xe đạp trông như là khỉ trong rạp xiếc thế này. Xăng lên giá quyết định đi xe đạp đấy hả? Ôi, bác em niêm phong dán bậc dính xe rồi. À. Vâng. Để cho mới hả? Mới thì đâu. Đấy bác xem đấy. Mua cái ô tô được 1 năm, thế mà tiền nộp phạt bây giờ bằng tiền ô tô rồi. Chú là tai nạn giao thông hay là chú vi phạm luật giao thông mà nhiều thế? Bác, bằng này là bằng mua. À. Có học hành cơ bản gì đâu. Thế thì không bị biết nộp luật phạt là rồi. Đúng rồi. Thì đâu khổ quá, các bác cứ nghĩ em thế. Luật giao thông ý thì em nắm trong bàn tay rồi. À. Riêng về thực hành thì có thể là em trượt nhưng lý thuyết đỗ 100 điểm đấy. Thế à? 100 điểm mà vẫn bị phạt nhiều như thế thì chú phải xem lại đi. Xem lại nào? Bây giờ các bác cứ tham gia giao thông xem, cứ đi ô tô như em xem, các bác sẽ biết. Này, hả? Chú nói thế là không đúng. Sao không đúng? Tôi với cả chú Bơm ngày nào chẳng tham gia giao thông. Làm gì có cái vấn đề gì xảy ra đâu. Thế cứ thử đi ô tô như em đi. Đấy. Tôi nhà nghèo chỉ đi xe đạp thôi. Thử đi. Làm gì có ô tô. Thế các bác đã bao giờ tham gia giao thông gặp cái biển bẫy chưa? Biển bẫy? Biển bẫy gì? Biển bẫy ấy. Tôi chỉ nói thì thấy nói đến cái chuyện là bẫy gà, bẫy chuột thì giờ lại có cả bẫy biển nữa. Ôi thế mà có biển bẫy đấy. Thế à? Cứ thử đi ô tô cho em mà xem. Đấy, thử đi luôn. Các bác bây giờ nhá, các bác thử là hai người lái xe ô tô xem nào. Nhưng mà tôi có biết lái xe ô tô đâu. Thì cứ lên mà lái thôi, ví dụ thế. Thì ví dụ nhá. Vâng. Này, hả? Thì tôi còn nghe nói cái chuyện tình trạng giờ lái xe không có bằng nhiều lắm. Hay là chú lên lái đi, tôi ngồi bên cạnh đấy, em bác, không bác, nhưng bác, mà cứ coi như là em là thằng có bằng. Đấy, biết lái xe. Ô tô. Cứ lên xe, cứ lên xe. Mới quá nhỉ. Chú rồi, kính bóng thế. Lên nhá. Lên nhá. Thế cơ mà. Tôi vào nhá. Vào đây, vào đây. Đóng cửa, đóng cửa. Đóng chặt vào, đóng chặt. Đóng rồi. Cài. Ui. Không có cái này là tội phạm đấy. Đây, chỗ nào đây? Đấy, cắm đây hả? Đấy, đỏ, đây rồi. Đây, xe xịn này, chú cho tí máy lạnh đi. Có chứ, từ, như vậy là điều, tức là theo quy trình của nó là phải nổ máy trước xong bật điều hòa sau. À, không là máy nó bị vận tải thôi. Nổ máy. Nổ êm. Bây giờ mất điều hòa này. Đấy, nghe tiếng lốc hút chưa? Ui, mát quá, mát quá. Đấy, ui, đi nhá. Đi chưa? Đi rồi nhá. Đi chưa?
côn ra ga vào. Anh rồi đấy. Chưa quen chưa côn. Xe gì mà êm nhỉ? Innova máy xăng. Máy dầu là hơi ổn. Thế à? Ôi, đấy. Ôi giời. Ôi giời. Cái gì đấy? Sao lại đứng tét đầu xe thế kia? Hay là chú bị vi phạm cái gì mà người ta thổi còi đấy? Phạt à? Em chả vi phạm cái gì cả. Xuống xem thế nào cái đi. Thế xuống nhé. Bác xuống đi. Thôi tôi cứ ngồi trên này cũng được. Tìm điều hòa cho mát nhé. Tôi xin giới thiệu với anh, tôi là Trần Tự Phường. Xin mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ. Xe tôi xuống rồi. Bây giờ làm gì nữa? Xuất trình giấy tờ. Bác cứ ngồi trên đây nhá. Rồi. Thôi, mát quá, máy lạnh mát quá. Bác đăng ký bảo hiểm. À, mà này. Cái gì? Hả? Cái gì? Này nhá, theo như tôi được biết là Trật tự phường là không có chức năng để mà giữ phương tiện giao thông đâu nhá. Vẫn có chức năng. Chức năng của chúng tôi là hỗ trợ cho các anh giao thông. Anh cảnh sát giao thông. Đấy. Này. Nhưng mà lỗi gì? Xin hỏi anh là tôi vi phạm cái gì? Các anh có nhìn thấy cái gì đằng xa kia không? Cái biển đằng xa kia không? Đây. Tôi chả nhìn thấy cái gì cả. Kìa, đằng sau cái cây kia kìa. Có nhìn thấy không? Chả thấy cái gì cả. Cái nhô nhô đỏ đỏ ấy. Ông Phú ơi. Ơi. Xuống xe. Xuống xe à? Xuống xe. Đang mát mà. Cứ thôi cứ xuống đi. Tháo cái dây này thế nào? Để bấm vào cái nút đỏ đỏ có cái chữ press ấy. Ấn vào đây hả? Ui giời, chết hiện đại thằng nhà quá. Đây. Xe này. Này. Ông ấy bảo là bác có nhìn thấy cái đằng sau cái cây có cái gì không? Đấy, cái thấm nhô nhô đỏ đỏ đấy. À, đỏ đỏ kia hả? Đấy. À, đúng rồi. Đấy. Trên tầng 2, chữa phong P thấp, chỉ, ghen. Không. Cái dưới phía dưới mà trên cái đấy núi húi cái cây là cái gì đấy phở ra truyền đấy chứ. Quá, các ông đi dưới lòng đường làm sao không nhìn thấy được. Các ông phải đi trên vỉa hè các ông mới nhìn thấy được chứ. Chúng tôi đi ô tô mà ông bắt tôi phải đi trên vỉa hè thì mới nhìn được cái biển á. Biển đâu? Biển đây, đâu? Đây này, các ông đi qua cái cây này. Đấy, xong các ông ngoái lại. Đấy, có nhìn thấy cái biển rõ ràng không? Đấy, thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy chưa? Tức là cấm đấy, cấm xe con đây đúng không? Đây. Thế nhưng mà vấn đề là đi qua biển rồi thì là vi phạm bố rồi còn gì nữa? Thì đấy. Phạt người ta rồi còn gì? Thì đấy, bẫy nó là ở chỗ đây đấy. Không, chắc là có chuyện. Biển báo là phải cắm ở những cái nơi thoáng đãng, không khuất tầm nhìn thì người ta mới nhìn được. Thế trông sau cái cây này. À, tôi chết rồi. Lỗi này là lỗi của mấy ông công ty cây xanh rồi. Sao lại lỗi mấy ông công ty cây xanh? Tôi hỏi các chú nhá. Cái cây nó to như thế này, chắc chắn nó phải có niên đại rất là lâu rồi. Theo các chú thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu năm? À, cái loại mà dễ chùm như thế này là nó cũng phải tầm đến gần trăm năm đấy. Gần trăm năm. Nếu được thế này đấy. Thế tôi hỏi chú, thế cái cây này nó có trước hay cái biển báo này nó có trước? Thì cái cây đúng không? Cách đây gần 100 năm thì đương nhiên thì cái cây có trước chứ còn gì nữa. Thế thì tại ai? Thế phải tại cái ông cắm biển chứ. Lúc cắm biển thì cái cây nó có trước, nó vướng thì ông phải gạt nó đi để ông cắm ra chỗ khác. Chứ ông cắm như thế này bây giờ lại đổ cho cái ông công viên cây xanh là đổ thế nào? Đúng là bẫy thật. Đúng, thế này không những là bẫy á, mà thế này thì không những là lái xe ở trong thành phố mà tỉnh ngoài vào đây là kiểu gì cũng chết. Đấy, còn gì nữa. Các bác thấy chưa? Đúng không? Bác ơi bác, bác làm ơn cho em hỏi cái đường Võ Văn Lục kìa. Võ Văn Lục. Vâng. Đây, đi hết cái đường này nhá. Vâng. Đấy, cái chỗ thằng áo mây ô xanh kia kìa. Vâng, đấy, vâng. Đến hết đường đấy. Hết đường đấy. Đấy, thì bắt đầu ông rẽ phải, ông ra ông gặp đường cao tốc nhá. Vâng. Ngay đầu đường cao tốc có một cái biển chỉ dẫn rất to. Đấy, ông cứ theo chỉ dẫn đấy là đến là gặp Võ Văn Lục. Vâng. Cảm ơn bác. Đấy, có gì? Vâng. Ông lái xe ơi! Ôi, bảo khai! Cái gì đấy? Em định dặn ông cái không quan trọng đâu nhưng mà rất là quan trọng đấy. Việc gì? Người ta ở đây chán đây thì không dặn, đi tắm hơi, tắm đời rồi ông mới gọi thì... Thì bây giờ mới nhớ ra, em định dặn ông là khi nào đến cái đường cao tốc ấy, thì đang đi tốc độ 80. Thì phải chú ý đến cái trạm xuất vé, cách trạm xuất vé là 20m thì nó có cái biển 5 km/h hạn chế tốc độ. Nếu ông cũng giữ tốc độ là ăn đòn bắn tốc độ như chơi ấy. Thế sao không bảo sớm người ta
mà biển báo gì thì cũng lạ thật. Đang 80 cây số xuống có 50 cây số một giờ, xuống phải xuống đến 20 30 để cho người ta xuống từ từ, chứ xuống một lúc 5 cây số thì ai mà chịu được. Mà lại đang 5 km một giờ thì tốc độ bằng đi bộ à? Đấy, thế nó mới nên chuyện. Này, nếu mà thế tốt nhất là bảo ông ấy là tôi tắt khóa điện đi, xuống đẩy xe đi cho đúng, đúng. Vẫn còn có khi em đây này, 5 cây một em, giờ đấy. Em nhá, lúc nào em qua đấy mà đã quen quá rồi, nhưng mà cứ đến đấy là phành tránh đường, xong là đập ngực vào vô lăng. Chỉ có chuyện vô lý, đang 80 mà thụt phát xuống cái 5 km một giờ. Bác không tin? Tôi có nói quá không đấy? Em đi qua đấy bị phạt nhiều lần rồi, mắt em nhìn nó tèm nhèm đó là một chuyện. Đấy, đằng sau em đấy một loạt nhá, đi tới hơn 20 cái xe cũng bị dính đò luôn. Bác ơi, bác ơi. Ôi giời, thế nào mà em không thể nào tìm ra được bác ạ? Thế ra đường cao tốc không nhìn đọc biển à? Có đọc biển đàng hoàng, em đọc rất lâu rất kỹ nhưng mà không thấy được, bởi vì biển nó cứ lằng ngoằng mà có chỗ nó còn mù tịt không nhìn thấy gì. Bác xem à? Bác xem có cái kiểu gì mà thôi con, ông đấy là ông nhìn biển nó không quen thôi, chứ tôi tả mồm luôn cho ông để cho ông dễ nhớ nhá. Vâng. Tí nữa nhá, ông đi lại đi ra cái đường cao tốc đấy. Lại ra cái đường cao tốc. Đi một chặng khoảng 500 mét nhá, nhớ là khoảng 500 mét nhá. Thì sẽ trái. Đấy thì là sẽ gặp cái đường đấy gọi là đường Thụy Sĩ. Nhá, gặp đường Thụy Sĩ rồi ông đi tiếp đường Thụy Sĩ một cây số. Đấy, ông lại rẽ phải tiếp. Thì là gặp đường cái đường đấy gọi là đường Phất Cờ Khởi Nghĩa. Đấy, ông đi 500 mét nữa thì gặp cái đường cắt ngang. Cắt ngang cái đường Phất Cờ Khởi Nghĩa đấy, đấy chính là đường Võ Văn Lục. Nhớ chưa? Nhớ là 2 lần 500 và 1 lần 1 cây. 1 cây, nhớ chưa? 2 lần 500 là đấy, đường cao tốc này, đi 500 mét này. Cảm ơn, các bạn nhá. 2 lần 500 là 1 cây. Rồi, rồi. Bảo ông ấy là phải... nhớ nhá. Này, cách trạm soát vé 20 mét là có một cái biển hạn chế tốc độ là 5 km một giờ. Nhớ nhá, ngoài thật đấy, nhá, ngoài thật là dính đò luôn đấy. Ông lái xe, tôi bảo cái này, từ đã. Này, cái gì đấy? Bây giờ em lại nghĩ ra. Thế tại sao không nói luôn, cứ nhè cái lúc người ta đi rồi mới lại gọi lại là thế nào? Ủa ông, cứ đi ngay sau này mình nghĩ ra. Cái gì? Là cái đường Thụy Sĩ bây giờ là nó thay đổi chiều liên tục. Đấy, vào đấy không cẩn thận là lại dính đòn. Em 10 lần bị dính cái đấy rồi đấy. Thay đổi chiều là thế nào? Có nghĩa là cái biển báo ấy, nó cứ thay đổi liên tục. Tức là ngày hôm nay thì đây, nó cấm chiều bên này. Đấy, mai nó lại cấm chiều. Mai thì lại cấm chiều đấy, bên này. Cứ thay đổi liên tục đấy. Vâng, cứ thay đổi thế. Chết thật. Sao có cái kiểu đường xá lại thế nhỉ? Ừ, đường xá như thế này. Mà tôi cũng không hiểu, giờ chú nói nghe chuyện của chú mà chứng kiến cái ông này đi xe, giờ tôi mới thấy là biển báo giao thông đúng là một vấn đề. Ai đời những cái người được giao nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, thi công cắm biển ấy, thế họ không nghiên cứu hay sao? Mà lạ thật, họ để những cái trường hợp đấy xảy ra. Cứ như thế này thì những người đi cắm biển cũng mệt, chứ chưa nói đến những người tham gia giao thông chú ạ. Bác Phô này, nghe bác nói em mới chợt nảy ra một sáng kiến. Sao? Mà cái sáng kiến này em sẽ phải đề xuất với bên ngành giao thông. Tốt quá. Tức là bây giờ này, mỗi một cái biển báo giao thông ấy, ừ, cái biển này nó phải có một cái khả năng là quay được 360 độ. Quay. Ôi ơi, chết không được. Sáng kiến của chú là luôn luôn làm cho người ta khó chơi. Ai đời biển báo của chú lại quay 360 độ như thế này. Thế thì hóa ra cái người tham gia giao thông ở trên đường giống như con quay à? Đã cứ phải quay theo biển em của chú hỏi à? Bác nhá. Như cái đường Thụy Sĩ mà chú nói đấy. Dạ. Tức nay thì là cấm một chiều bên này, mai lại cấm một chiều bên này. Thì bây giờ có phải là cứ ngày nào nó cũng thay đổi như thế, thì có phải là bây giờ chỉ được cần mỗi công nhân thôi. Ngày hôm nay cấm bên này đi, quay bên này lại. Thế ngày mai đi, lại quay ngược lại thế này. Thế có phải là tiện công việc gì mà phải nhồi lên nhồi xuống như thế? Này, chưa kể đến cái chuyện rõ ràng là người ta cắm biển và cái biển đấy nó bị sai lỗi chính tả, người ta vẫn để nguyên như thế. Đúng. Sao lại sai lỗi chính tả được? Chú có nhớ cái cầu gần nhà mình không? Người ta ghi một cái biển là gì? Cấm ô tô, xe máy và các loại xe thô sơ. Vâng, thì sao? Nhưng người ta viết sai lỗi chính tả. Sơ ở đây lẽ ra phải là SC, là sơ đẳng. Nhưng mà người thô sơ ở đây thì người ta lại sơ ở đây là sơ sát, sơ XC. Thế có đúng là người ta viết sai lỗi chính tả mà người ta vẫn để, vẫn hướng dẫn cho người ta tham gia giao thông không? Đấy. Bác đúng là bác hay liên quan đến chữ nghĩa bác mới để ý. Chứ còn thì em thấy sơ sát hay là sơ đẳng thì em vẫn cứ hiểu. Ôi, được rồi. Thế thì mới nói đến là những cái người đúng làm cái việc đó họ rất tác trách. Đấy mà lại còn tùy tiện nữa, giấu má tùy tiện. Em nhá, điều khiển ô tô vào cái cầu, đấy, đang đi thì gặp cái cầu gọi là cầu cấm. Em đi vào em trột dạ, em đi ra. Này, thì...
làm gì có cái cầu nào ở Việt Nam tên là cầu Cấm. Đấy. Tôi chỉ nghe thấy người ta nói đến cái cầu là cầu Cầm thôi. Đấy, thì em chột dạ đi ra mà hỏi thì cầu này là có phải cầu Cấm không? Để tôi ra thì họ bảo là đấy là cầu Cầm. Thế là vẫn đi được. Vâng. Nhưng mà đánh thành cầu Cấm chú không dám đi. Vâng. Đấy. Ôi, còn một cái cầu nữa là cầu ghi là cầu Biêu. Như vậy cuối cùng này viết thành là cầu Biêu. Thế là cầu gì? Tức là cái cầu nó tên là cầu Biêu. Vâng. Nhưng mà viết là cầu Biêu. Biêu tức là cầu Biêu đấy, tức là Biêu đầu đấy. À, tức là cầu, tức là viết thế có khi là họ để cho mình dễ đọc thì sao? Thôi bây giờ này, cái chuyện là sai lỗi chính tả ấy thì là còn dễ hiểu nhá. Hiểu đấy là địa danh, đấy là được rồi. Nhưng vấn đề đây còn một cái sai này nữa, nhưng em không hiểu là đấy là do sai cái gì. Đây bác chờ em. Đây. Này nó bị căng. Nào. Rồi. Em nói ví dụ đây nhá. Có một hiện tượng thế này. Rồi. À, đây là đường quốc lộ. Rồi. Đấy, đường quốc lộ to này. Rồi. Quốc lộ nhá. Đấy. Một đa. Ví dụ thế. Ở đây địa danh này là cầu Cột. Cầu Cột. Đấy. Rồi. Tức là từ đây đến đây, đến địa danh cầu Cột là 12 km. Đấy. Rồi. Thế đây là có một cái đường nhánh. Đấy, đường có đường cắt ngang này. Mà cái đường này thì đường nhỏ thôi, nó là đường liên xã, liên thôn gì đấy. Đấy, cái đường nhỏ này thôi. Đây là đây. Chợ Cóc. Bác biết người ta để thế nào không? 1.200 km. Úi giời. Đây. Chết chết. Đây. Cái đường đi trên quốc lộ 1 là thì là đến đây là 12 cây. Còn cái đường liên xã liên huyện về cái chợ Cóc này thì là 1.200 cây. À thế tức là cái chợ Cóc này nó nằm ở khu vực Cần Thơ, An Giang đấy mà. Đúng đấy. Nó cách xa đến 1.200 cây số thì làm sao mà phải báo sớm thế? Rồi thế này, thế này thì không những là tác trách mà họ là còn quá là ẩu ấy. Chứ còn gì nữa. Thôi thế thì tôi có ý kiến thế này này. Chú đi xe đạp là đúng. Vâng, em vì là biển đấy. Báo bây giờ là rất là tình hình, rất là lằng nhằng. Cho nên là chú khuyên những người bạn của chú cũng nên bỏ ô tô. À, vừa tiết kiệm xăng mà đấy. Lại không cần phải để ý đến biển. Đúng rồi, ông nào mà Innova hay là Corando thế thì bán hết đi mà đi thôi. Xe đạp, xe đạp. Xe đạp, nó tiện. Nó lành. Cô lại đến à? Phòng gì hả? Bác ơi, có bác cho em hỏi tí. Trông bác quen. Hình như là anh em mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Là chú đây làm sao đấy nhỉ? Vừa cách đây 10 phút vừa hỏi thăm đường xong rồi. Hỏi đường xong còn gì nữa. Chú quen quen. Em hỏi đường đây à? Cái sao đây, thế nào mà loanh quanh sao lại cùng lại quay về đây? Úi giời đấy. Em đi đúng theo chỉ dẫn của biển. Thế mà chú nào nó cấm thì cứ lòng vòng lại về đây. Tôi nói thật với chú nhé. Chú nên học tập theo cái chú này này. Vâng. Bán ô tô đi. Làm cái xe đạp. Được. Đi thế cho nó lành. Từ đại văn minh. Đi ô tô nó là bác nên bảo em đi xe đạp thì ngang với em quay về thời kỳ đồ đá. Này, đồ đá còn là may đấy. Chú có thấy, chú thấy nỗi khổ về đi ô tô của chú chưa? Đấy. Hiện nay là gì? Cơ sở hạ tầng và nhất là biển báo giao thông nó không đồng bộ với phương tiện và người tham gia giao thông. Chính vì vậy chú thấy nỗi khổ của người đi ô tô chưa? Theo tôi ấy, tốt nhất ấy là không đi cái gì nữa.